tự hỏi là chị nói được tiếng Nhật không hả? Chớ là tôi tính làm bậy nữa. Không, không nha em. Tôi phải suy nghĩ lại vì ở đây còn có con nít. Thì là nhiều khi á, mỗi lần mà muốn chọc mọi người xong rồi tôi hay suy nghĩ lại là ê mà thôi không được, đó giờ mình chưa làm báo cho bậy bạn nữa bao giờ hết. Nên là tôi sẽ không bao giờ làm tới cùng hết trơn. Tại vì tôi có cảm giác nếu mà làm tới cùng mấy người sẽ chết mất. Đính nói gì đó. Giống như lần trước nhỏ vô phim em bị tôi trôn đó. Tôi cũng đâu có dám làm tới đâu. Hôm đó là Yuka chỉ cười thôi. Không phải là hôm đó tôi chỉ cười, cười ra âm thanh kỳ lạ thôi. Chứ tôi mà làm thiệt thì chắc trời ơi má ơi, nhỏ vô phim em sẽ không sống nổi mất. Ba má sẽ đuổi cổ mày ra khỏi nhà luôn. Ây, chết tiệt. Thôi tôi sợ lắm. Khi mà tôi làm những chuyện như vậy tôi sẽ không bao giờ làm tới hết trơn. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm tới cùng đâu, yên tâm. Y tín giờ thôi, còn tương lai thì tôi không biết. Woo! Yeah baby, that's what I've been waiting for, that's what it's all about. Woo!